Xin chào tất cả các bạn. Các bạn biết đấy, con người ai sinh ra cũng có một hai cái tật. Và cái tật lớn nhất của đời mình mà nó đã hãm hại mình suốt cả 15 năm sống trên đời, đấy là tật gì các bạn biết không? Đấy là sự trì hoãn. Các bạn biết không, từ khi cái video trước là học phát âm bát hai là mình làm hình như là lúc 3, 4 giờ gì đấy. Nhưng mà sau đấy thì trong lúc chờ video tải lên, bạn biết không, mình lướt YouTube thế là quên bấm luôn. Thế là bây giờ 5 giờ 10 phút rồi và hiện giờ thì mình còn bài mà chưa làm xong. Trời ơi, còn cơm mình chưa nấu nữa, bây giờ mình phải đi nấu cơm rồi. Các bạn đi nấu cơm nào. Đây là vo gạo rồi mà bỏ cái nồi ở đây. Không nấu tí mẹ về chịu chết. Các bạn biết không, một giờ qua đi là một giờ không lấy lại được, mà mình là qua bao nhiêu giờ mà không lấy lại được như vậy rồi. Bạn biết không, sau khi mình lướt face hay là lướt cái gì đấy, mình cảm thấy kiểu cuộc đời mình rất là thảm hại và mình rất là hối hận. Thế là bây giờ mình ngồi đây xin hứa là mình sẽ làm hết cái tập này. Con edit. Ok, one. Ủa cái này. The fuck? Sao rớt ra rồi? Bấm. Mà chỉ còn 3 năm nữa là mình phải vào một cái chiến trường lớn hơn, đó là sẽ dạy học. Mà cái việc nhỏ như này mình không làm thì làm được cái việc lớn gì, đúng không? Vì vậy nên là mai mình sẽ làm hết cái phần phonetic. Ok. Nè. One. Two. Nè, hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu mặt. 230 câu. Ok. Let's go. Em ơi, trời ơi. Mình không thấy có mũi tức kia luôn ấy. Đâm nó có mũi kinh khủng. Đi ngu rồi. Đây. Đó, về đây. À, được rồi. Nè, thấy không? Bây giờ mùa mưa mình ở miền Nam rồi, thấy không? Nè, đó. Mùa cắn. Nên bây giờ mình phải phủ mền ở dưới. Để mới có một cái thứ không thật cắn mình. Rồi. Let's go. Các bạn thấy gì không? Đây. Thấy luôn không? Rồi. Cùng làm cùng mình nhé. Facility. Characterize. Irrational. Variety. Irrational. Ok. Mấy cái này mình làm rồi. Sau đấy thì dưới đây conceal, contain, conserve và conquer. Ok, đây thôi. Tiếp tục. Thấy không? Đó. Đó. Nếu mà để như thế này thì mình không học được. Đó, để vào lòng đứng chứ. Rồi, tiếp tục. Để làm 16. Oceanic, advantageous, compulsory và influential. Compulsory, ok. Next is maximum inflection. Compulsory, biography, curriculum, admirable. Nha, cái này là một á. Admirable, merable này. Đừng có mà, các bạn đừng có mà
nhầm á, nhầm đây này, nhầm á, âm hai, âm hai là âm hai, còn a mà là bộ âm một đó, có sự chuyển đổi. Rồi tiếp tục, khó mà bánh gì nữa. Ok tiếp tục, am my curriculum. Đây sao vậy, nó lại à, bớt ánh sáng. Struggle and find comfort. Insert struggle and find lesson, teacher, action, bliss, relation, employment, happiness, importance, cultural, confident, sporty, cultural, competent, confident, sporty, possible, party. Uh-huh. Office, natural, reserve, fame, office, difficult, popular, effective, and national, effective, national, yeah, answer, reply. Bạn thấy không? Khó nhìn quá nhỉ. Rồi definition, definition, politician, politics, situation, production, nation, politician, production. Okay. Image, not in me. Image, picture, mislead, distinguish, distinction, danger, business, intention, castle, cattle, country, canal nhá, canal, không phải canal đâu, canal. Copy, remove, notice, removal, distinction, nature, applicant, applicant, not applicant. African, ok. Tiếp tục. Các bạn thấy rõ không? Rõ. Rõ đúng không? Tiếp đi. Bamboo, offer, student, minute. Bamboo thôi đúng không? Các bạn thấy đi. Thấy rồi đấy. Facility, minority, necessary, priority, apply, differ, decide, protect, differ, right? Clarity, accurate, erosion, dangerous, compliment, reduction, dependence, và disastrous, compliment, ambitious, applicant, essential, performance. Oh, hình như mình sai. Ah, ambitious, okay. Applicant. B nha. Không có dính dáng gì đến cái dưới đâu. Tiếp tục. Survival, nutrition, vegetable, và ấy, vegetable. Description, counselor, inspector, adoption, counselor, okay. À mình lại quên cái 39 rồi. Meditation, longevity, longevity, expectancy, cholesterol, long of death, okay, long of death. 41, poverty, understand, nitrogen, slavery, understand, I'm back, essential, different, important, negation, negation, negation là sự định đó. Hay gặp trong các cái practice, một cái grammar, đó là definition is important. Different. Begin, finish, opened, study, equal, campus, danger, perform, a
atmosphere, information and standing, atmosphere, intelligent, regulator, impossible, American, regulator, eradicate, continental, regularity, beneficial, eradicate, collect, attack, rubbish, refer, biology, ignorance, national, educate, ignorance. Hình như là câu này sai rồi. Câu này sai các bạn nhé. Còn 49 sai. Realistic, oceanic, economy, biology, oceanic. Sau khi làm bài này xong mình phải lau nhà cho mẹ nữa. Oh, next. Tradition, rehearsal, essential, industry. Industry, not industry. Maximum, vacancy, terrorist, investment. Oh, investment. Vertical, contractual, domestic, outstanding. Vertical, emergency, alternative, expensive. She optimal. She optimal là hình học á, cái mô hình học. Trời ơi. Mấy người gì đâu không à? Khùng hay sao? Rồi tiếp tục. Emergency, alternative, expensive. She optimal. Emergency, alternative. Compulsory. Scenario. Technology, variety. Technology, terrorist. Compulsory omission. Terrorist. Azure. Carefully. Impress. Politics. Superstar. Respectful. Các bạn thấy đúng không? Respectful, introvert, folded, sensitive, introvert, respectful, superstar, peninsular. Peninsular. Appreciate, sympathetic, integral, terrific, museum, cathedral, integral, architectural, cosmopolitan, appreciative. Archaeologist, researcher, compulsory, compliment, methodical, certificates, compliment, methodical, compulsory, compliment, methodical, chắc vậy, methodical, in danger, catastrophe, opponent, vulnerable, in danger. Vulnerable, opponent, vertical, wide surfing, penalty, and opponent. Tiếp tục, solidarity, organize, represent. Academic, so organize, develop, collaboration, surprisingly, facility, well, operation, reservation, sympathetic, individual, television,
respectful, interesting, forgetful, successful, interesting, geographical, environmental, agricultural, biology, environmental, geographical, compatible, powerful, opinion, accurate, compatible, powerful, opinion, accurate, opinion, thôi. Tiếp tục. Các bạn thấy rõ không? Rõ đúng không? Rồi.